quá. Mày càng lên nha. Mà xin nha. Phải quá, phải quá. Mày kia ngoài trong chơi đi. Nha, ngoài trong chơi có nắng nha. Đi vào trong chơi nha. Nghe là sạch nha. Nghe không? Mày đổ bông. Nước lã mà. Mày nước ngọt đâu, đúng không? Để vào chơi không chơi đi, vào chơi cho sạch. Chè leo thế, hả? Ừ? Thật như bông hoa. Bà rửa giấy rồi mà làm đồ cho TV ăn nhá. Phải có chơi nhá. Thank you.
Vân nào. Trời ơi, xong rồi cũng không vào ăn, còn đi đâu? Chị Quy. Ôi, chị thế này. Chị Quy. Sao lại mắc vào lưới thế này? Ra đây làm gì? Ôi giời ơi, Chị Quy. Ra từ lúc nào đây mà không biết. Ừ. Ôi giời, mắc thế này. Chú khó nha. Sao những Kiwi lại chui lọt ra cái lỗ thế này được không? Ừ. Bám vào đây rồi không ra được à? Chú khó nha. Kiwi chui ra đây nào, nhanh lên nào. Đấy, lần sau được ra đây chơi nữa nhá. Đấy, phần này. Bà bé về rửa tay chân. Các chuẩn bị đồ ăn xong rồi, chuẩn bị ăn này nhá. Đi ra đây làm gì? Ừ. Hẹn thấy bà vứt rác rồi tò mò ra đó đi xem. Đúng không? Vì dạo này có vẻ là khoai món trứng nha. Cà chua đấy, ăn cà chua đấy, cơm đấy. Quả trứng rồi nha, ăn thêm vào không? Ừ. Món sữa, món sữa này chuyển nhanh đấy, ăn xong bữa một gì hát chứ không khô có nuốt đâu. Bạn ạ, có lẽ là bạn và mình sẽ gặp dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Các bạn hãy nhấn like, bên này là bình luận phía dưới và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được thông báo mới nhất.